Làm thế nào để tháo một chiếc trục rỗng mà nó dùng dạng ép này vào xe đạp? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cả các bác cách tháo cái bộ trục rỗng nhưng mà dòng trục ép và khung xe đạp như thế này, như thế nào. Thì đầu tiên thì em sẽ mô tả cho các bác các cái dòng trục phổ thông hiện nay. Trục thì nó có rất trục giữa xe đạp ấy, nó rất nhiều loại. Thì có dòng trục giữa cốt vuông, em cũng đã làm video hướng dẫn rồi. Đã hướng dẫn tháo dòng trục giữa cốt vuông rồi. Dòng trục rỗng mà nó có gen vặn đó, dòng trục rỗng đây các bác nhé, nhưng nó có gen vặn đấy, thì em cũng đã làm một video thay rồi, thì các bác có thể xem lại ở các video trước của em. Và tiếp đến thì đây là một dòng trục rỗng, đây cũng là một dòng trục rỗng các bác nhé, nhưng nó là dùng cơ chế là ép vào đó, cơ chế là ép vào. Thì mình sẽ làm thế nào để mình tháo cái bộ trục ép ở trên khung trục giữa ép ở trên khung xe đạp này ra. Thì ở đây thì em có một cái bộ đồ em cũng đang dùng rồi, thì em loại bỏ tất cả các đồ ra đây. Thì các bộ này thì đợt tới em cũng về, nhưng nó là phiên bản màu đen chứ nó không phải màu xanh như thế này các bác nhé. Thì đây là cái bộ đồ dùng chuyên dụng để cho tháo cái dòng trục ép này ra các bác nhé, tháo dòng trục ép này ra cũng như là ép lại bi. Thì em sẽ miêu tả một chút về các cái đồ em sắp xếp hết ra đây. Thì đây là đầu tiên, đây là cái hệ mà đầu tiên đây đã, đầu tiên đây nhá, đây là cái tay công, đây là tay công cũng như là cái lõi sỏ. Thì các cái này em chi tiết là em đã lắp vào rồi nhá. Đó, các cái này nó đều tháo rời và nó đều xếp trong hộp này hết. Thì em đã lắp vào rồi. Đó thì nó sẽ có một cái tay xoay này. Đấy. Cũng như là một cái hai cái tay vặn và một cái trục sỏ ngang qua để các bác dùng, các bác đủ cái trục ép ra. Và tiếp đến cái hệ thứ hai nó sẽ là hệ các cái long đen này này. Khi các bác xỏ qua trục ép các bác nó sẽ có hệ này mỏng nhất này để các bác ép bi ra đã này. Đó. Xong nó sẽ có hệ, ví dụ mà vòng bi của bác to hơn thì nó sẽ có cái vòng to hơn đó, đây vòng bi to hơn nữa thì các bác dùng các cái loại này đó. Thì đây là hệ để mà tì kích ra này, còn các cái dạng này là các cái vòng chêm vào này, hai ba cái vòng này thì nó có các kích thước là 22 này, 24 này đấy. Cái dạng này là dạng ép nhá, khi các bác tháo ra rồi thì các bác dùng các cái này, các bác đặt ép vào này. Đấy, ví dụ con này là 24 37 này thì các bác đặt vào đây là ép phát vừa luôn này. Đấy thì các bác ép, khi các bác ép vào đó, đây 24 37 này, đấy ép vào. Thì đây thì các bác sẽ dùng đến các cái loại vòng này đó, nhưng hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác là tháo ra đó. Tiếp đến là cái dạng lắp chụp, để khi các bác tháo ra này, các bác chụp vào đây để các bác lấy cái bi này nó tọt vào trong cái lõi này đó, lắp chụp nhá. Lắp chụp, ngoài lắp chụp này ra thì nó cũng sẽ có những cái vòng chêm, nó sẽ có những cái vòng chêm để áp dụng cho những vòng bi to hơn các bác nhé. Đó sẽ có những vòng chêm để áp dụng cho những vòng bi to hơn này để nó tọt vào đây. Đấy, nó sẽ có những vòng chêm này đó để nó tọt cái vòng bi vào đây các bác nhé. Đấy thì đây là mô tả cái bộ đồ của em sẽ sử dụng trong cái video này. Đấy thì đầu tiên để trên cái trục xe đạp thì nó nguyên văn, khi các bác tháo cái đùi ra thì nó sẽ nguyên như này. Những cái phần này nó sẽ nằm trong khung nhé, phần này nó sẽ nằm trong khung. Và với thao tác tháo thì đầu tiên các bác xỏ cái này vào đây, xỏ cái lõi này vào các bác nhé, xỏ cái lõi này vào trong khung này đấy. Khi nó thò gần ra đây, đây em sẽ xỏ qua cho các bác nhìn thấy, vì cái lõi này nó sẽ bằng cái trục mà đó, các bác xỏ qua đây nhé. Thì các bác sẽ lựa lựa cái vành này vào ở trong này, lựa cái vành vào nhé, tại vì nó cắt đôi mà nó mỏng mà, bác lựa cái vành này vào trong. Em làm từ từ các bác nhìn thấy đó, lựa cái vành này vào trong nhé, đây lựa cái vành vào trong này đó. Đấy, lựa cái vành vào trong thì nó sẽ kích được vào cái vòng bi đây nhá, nó sẽ kích được vào vòng bi này đó. Sau đó nhá thì các bác xỏ cái này qua, các bác xỏ cái này qua đấy, như thế này là nó kích vào vòng bi rồi nhá. Đây tiếp đến thì các bác mà thấy nó nó có độ rộng thì các bác sử dụng thêm cái lắp chụp về nữa này. Đấy, trong cái lõi này nó sẽ có ren nhá. Đấy, đó các bác vặn vào đây nhé. Đấy, như thế này là cái thao tác tháo bi ra nhé, tháo bi của trục ép ra các bác nhé. Đó đây, như thế này là thao tác tháo bi của trục ép này. Đây hiện tại thì em giữ tay nhưng các bác có thể dùng cờ lê ở đây, tức là con này như 19 đây, các bác có thể dùng cờ lê các bác giữ vào đây nhé, 19 ở đây em đang chưa có cái cờ lê 21 đây, giữ các bác dùng cờ lê hoặc mỏ lết các bác giữ vào đây nhé. Đó, nếu mà nó vặn căng thì các bác dùng cái này, các bác giữ, các bác vặn ép vào. Đó, đây em sẽ bắt đầu em tháo ép vòng bi ra nhé. Đây.
em thao tác ở này nó không có trên khung xe, thì thành ra là cầm nó sẽ hơi bị rơi đó. Như vậy là nó đã bung ra rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, khi mình vặn ra một lúc này, đấy nó đã bung bi ra rồi nhé. Đấy là thao tác một bên, bên kia thì nó cũng làm tương tự như vậy thôi. Đó các bác có thể thấy đây, đấy khi mình vặn vào vài vòng ren là bi nó đã bung ra rồi đây, các bác thấy chưa? Đó, đây là cách tháo ra. Nhưng với những vòng bi mà size to hơn, với những vòng bi size to hơn nhé, thì các bác có thể dùng các cái con này. Đó, cái con này size to hơn, ví dụ size 30 chẳng hạn, con này là con size 24, nó bé hơn này. Đấy, thì đây là cách khi các bác tháo cái vòng bi ra. Đó, đây tháo vòng bi ra là đầu tiên nhé các bác nhé. Đấy, khi tháo vòng bi ra này. Đó, còn thường trục giữa khi lắp ở trong trong này là nó sẽ có một cái, khi các bác muốn ép hẳn cái này ra thì các bác sẽ dùng các cái bộ vam như này. Đấy, nó sẽ kích vào đây, nó sẽ kích vào trong như thế này các bác nhé. Đấy, khi các bác tháo được bi ra rồi thì nó sẽ có đủ độ rộng để các bác đưa các cái long khác vào, các bác muốn thay cả bộ trục giữa. Đó, thì đây là cái mà để tháo vòng bi và tháo trục rộng ép cả bộ này các bác nhé. Đấy, khi sau khi mình tháo ra rồi nhé, thì bây giờ mình em sẽ làm thao tác nhanh để ép vào. Đó, đây các bác nhé, khi làm thao tác để ép vào đây, thì con này nó sẽ là 24. Đây, con này nó sẽ 24 nhé, 24, 37. Đó, khi các bác ép vào thì các bác bỏ cái lõi này ra, không cần đến cái lõi này. Con này là 22, 24 đây. Đó, đây nha các bác nhé. Đấy, khi các bác ép vào này, đấy các bác thấy chưa, mặt bên này nó khít vào đây rồi này, khít đẹp vào đây rồi này. Đó, thì ngoài ra nó sẽ cho mình một con ốc này. Đấy, thì đây là cái bộ, tại vì dòng trục ép này thì bắt buộc phải có bộ dụng cụ này, bắt buộc phải có bộ dụng cụ để mà ép cái con trục rỗng này ra. Chứ nếu mà không có bộ dụng cụ này thì các bác đóng ra thì nói thật là nó cũng lát hết. Đó, khi các bác ép vào thì các bác vặn vào thôi. Và đây là cái bộ, trước thì em cũng có làm video hướng dẫn rồi, nhưng em muốn giới thiệu cho các bác cũng như là đợt tới thì em về các cái bộ vam ép như thế này. Thì bác nào thích mua thì các bác liên hệ với cả em. Như vậy là em đã ép lại cái trục này rồi các bác nhé. Đây các bác nhé, đây là sau khi đã tháo được vòng bi ra và cũng như là ép lại cái vòng bi lên cái trục này các bác nhé. Đó, thì đây là cách, đây là cái bộ đồ dùng mà để cho các bác sử dụng mà tháo dòng trục ép của xe đạp ra các bác nhé. Đây là dòng trục ép của xe đạp này. Đấy, thì các bác đây là đồ dùng để các bác có thể dùng để tháo cái dòng trục ép này ra. Nếu không có bộ đồ dùng này thì các bác đóng ra nó sẽ rất là khó. Còn này tháo trục rỗng mà ren thì em cũng hướng dẫn rồi, tháo trục cốt vuông, trục giữa thì nó có nhiều loại lắm các bác nhé. Nhưng mà một số dòng phổ thông hiện nay thì em muốn lên video em hướng dẫn các bác thì sử dụng cái bộ tháo bằng các cái bộ bộ tháo trục ép như thế này. Thôi em xin kết thúc video tại đây, em xin chào các bác.